Vâng, xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2019 thì Đức Trung lên sóng giới thiệu cho quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe mới về bên Đức Trung. Địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão, Hải Phòng. Thì bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung mới nhập về cũng như là các cái giá xe mà bên Đức Trung đang đề xuất bán. Thì trước mắt quý anh chị các bạn đây là một chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2016. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 262 triệu. Vâng, quý anh chị các bạn à, quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung. Vâng, xe thì được trang bị la răng đúc, màn hình cam lùi đầy đủ. Thì nước sơn này thì nước sơn màu cam nhé. Xe thì còn tương đối được cứng cáp. 2016 đến nay thì mới sử dụng được có 3 năm thì nó cũng chưa có cái gì để hỏng cả. Vâng, xe thì nó nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với lại các cái khu đô thị hay là các cái khu vực đông dân cư, đường đi nối lại nó còn nhỏ gọn. Đây là một cái mẫu xe cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ tầm ngỡ khoảng độ 6 lít trên 100 cây, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Xe thì cũng được trang bị về mưa, nẹp chân kính, rồi các cái tay hõm cửa ốp mạ chrome. Đấy, cũng khá là đẹp xe. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến trực tiếp chợ ô tô miền Bắc để ta xem xe. Vâng, sau đấy Đức Trung sẽ đi vào chi tiết cho quý vị anh chị các bạn ta cùng trải nghiệm mẫu xe này nhé. Cái đèn của dòng xe Hyundai thì nó cực kỳ sáng đẹp rồi. Cái đèn pha của nó sáng quắc, các cái đối thủ đi ngược chiều thì cũng tương đối ngại với những cái dòng xe Hyundai. Các cái cụm đèn pha của nó còn sáng quắc, nó rất là màu, rất là đều nhé. Xi nhan tích hợp bên sườn, lốp xe này, lốp đằng trước bên phụ là dạng đúc phanh đĩa nhé, là dạng phay rất là đẹp. Toàn bộ cái phần sơn xi của xe còn rất là bóng đẹp, tôn vỏ mỏng rất là căng nhé. Lốp đằng sau bên phụ là dạng đúc phần sau thì tăng chống. Đây là toàn bộ các cái phần đuôi của xe này, các cái cụm đèn hậu của xe thì cũng được trang bị màn hình camera nùi. Xe thì được mang biển của tỉnh Nghệ An 37A 37009. Lốp đằng sau bên lái, toàn bộ cái phần sơn xi phần ngoại thất của xe. Đây, lốp đằng trước bên lái là răng đúc phanh đĩa, là răng phầy rất là đẹp nhé. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu đen đỏ, trần 5D, táp lô táp ly thì màu kem kết hợp với lại màu đen nhé. Vô lăng tích hợp các cái phím bấm, màn hình Android rất đẹp luôn. Và cái xe này thì được trang bị một cái màn hình cực kỳ đẹp. Quý anh chị các bạn mà mê âm nhạc hay là yêu thích phim ảnh thì đây là một cái xe này được trang bị cái bộ màn hình, nó làm mà tôn thêm cái giá trị của xe lên là rất là nhiều. Và đây là cái cánh đằng trước bên lái, xe thì được trang bị gương kính chỉnh điện và khóa an toàn cho bốn cánh. Hàng ghế thứ hai, cánh sau bên lái. Vâng, đây là cái bảng tiêu hao nhiên liệu của xe. Đấy, đây là mức đưa
được kết hợp thì 5,8 lít trên 1 km. Đấy, thế còn đi đô trong đô thị thì là 7 lít 13. Hơn 7 lít một chút trên đường ngoài đô thị thì 5 lít mốt nhá. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu thì được nhà sản xuất ghi luôn ở đây. Trên đây rồi. Cốp xe thì rộng rãi. Cái dòng Hyundai i10 thì là cái cốp của nó là gần như là rộng nhất trong cái phân khúc của xe hatchback. Toàn bộ các cái phần đinh bấm đấy, rồi là các cái máng nước cũng như là các cái phần keo chỉ sơn nhựa của chiếc xe Hyundai i10 2016 262 triệu đồng. Vâng. Cánh đằng sau bên phụ. Cánh đằng trước bên phụ. Đấy. Toàn bộ cái phần nội thất của xe, hàng ghế trước cũng như là cái phần tắp luôn. Nhìn từ phía bên phụ. Sau đấy Đức Trung sẽ quay cái khoang động cơ cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Vâng, đây là toàn bộ cái khoang động cơ của chiếc Hyundai i10. Vâng, có cái lớp sơn là màu cam nhé. Vâng, sản xuất năm 2016. Động cơ 3 máy 1.0. Vâng, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, khoang máy thì còn rất là khô ráo, sạch sẽ. Các cái bố trí của xe thì còn tương đối là gọn gàng hợp lý. Từ các cái đường dây điện, các cái ống dầu, ống nước cũng như là các cái bố trí về các cái chi tiết tổng thể của máy. Cái lắp capo thì còn rất là sắc nét nhé. Tất cả các cái chi tiết dập hay là các cái lỗ tròn, các cái đường hàn bấm cho đến cái phần keo, phần chỉ còn rất là zin. Và theo thời gian thì các cái bẩn rồi là các cái đất cát nó văng này, nó bám, nó chỉ mang cái màu bùn, màu đất thôi. Đức Trung cũng chưa kịp dọn dẹp gì. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu cho quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Hyundai i10 động cơ 1.0 được sản xuất năm 2016. Bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 262 triệu đồng. Xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.